Sau đây là kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 21 tháng 11 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4-1. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6-1-9. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6318, 3540, 4192. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3759. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 11827, 47396, 38334, 21668, 06461, 84644, 74005. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 12995, 01038. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 94154. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 23491. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 959823. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 959823.